người hằng mong thanh tịnh nên thể hiện pháp lành, có khả năng chất phát, hiền hòa, không kiêu mạn, sống dễ dàng tri túc, thanh đàm không rộn ràng, lục căn luôn trong sáng, trí tuệ càng hiển minh. Chuyên cần không quyến niệm, không làm điều ác nhỏ mà bậc trí hiền chê, nguyện thái bình an lạc, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Chúng sinh dù yếu mạnh, lớn nhỏ hoặc trung bình, thấp cao không đồng đẳng, hết thảy chúng hữu tình. Lòng từ không phân biệt, hữu hình hoặc vô hình, đã sinh hoặc chưa sinh, gần xa không kể xiết, nguyện tất cả sinh linh tràn đầy muôn hạnh phúc. Đừng lừa đảo lẫn nhau, chớ bất mãn điều gì, đừng mong ai đau khổ vì tâm niệm sân si hoặc vì nuôi oán tượng. Hãy mở rộng tình thương, hy sinh như từ mẫu, suốt đời lo che chở đứa con một của mình. Hãy phát tâm vô lượng đến tất cả sinh linh, từ bi gieo cùng khắp cả thế gian khổ ải, trên dưới và quanh mình, không hẹp hòi oan trái, không hờn giận căm thù. Khi đi đứng ngồi nằm, bao giờ còn thức tỉnh, giữ niệm từ bi này, thân tâm thường thanh tịnh, phàm hành chính là đây. Ai xả ly kiến thủ, có giới hành nghiêm trì, đạt chánh trí viên mãn, không ải nhiễm dục trần, thoát ly đường sinh tử.